Đây là cái nội dung câu hỏi ha. Chánh niệm khác tỉnh giác ở chỗ nào đó? Thì như thế này, chánh niệm là gì? Đúng ra cái câu mà đúng ở trong kinh đó, là sati sampajanya, có nghĩa là niệm và sự tỉnh thức, chứ không phải là samma sati. Không tin quý vị mở Pali ra coi tất cả các bài kinh thì đều nói là sati sampajanya, tức là niệm và sự tỉnh giác, chứ không phải là samma sati. Trong Bát Chánh Đạo, samma sati trong Bát Chánh Đạo là nói đến tứ niệm xứ, còn cái sati nó là niệm. Mà niệm được nói ở đây đó tức là gì? Khi anh quán thực hành tứ niệm xứ thì đó cũng là niệm, và cái tứ niệm xứ đó là chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo. Tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, thì khi đó là anh có niệm. Cái thứ hai là anh thực hành các cái đề mục tùy niệm thì anh cũng là người có niệm, ví dụ như tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm thí, tùy niệm giới, tùy niệm thiên, tùy niệm niết bàn, thì đó cũng là có niệm. Rồi nữa, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thì đó cũng là niệm. Nè. Rồi niệm sự chết, rồi niệm 32 thể trược, và tóm gọn lại là 40 điều mục thiền chỉ thì đó cũng là niệm. Đấy. Và cái trạng thái chánh niệm, tức là trạng thái không thất niệm, thì nó cũng là niệm. Cho nên cái niệm á, định nghĩa cho đủ á, niệm á, nó rộng lắm. Muốn biết cho đầy đủ thì vui lòng mở ra cái Niết Đề Xá ha, mở Niết Đề Xá ra coi. Ngài chánh thân ngài đã dịch Việt ra ra rồi. Đó là niệm. Còn cái tỉnh giác là sao? Trong một đoạn kinh Đức Phật nói thế nào là tỉnh giác? Vị tỳ kheo vào đầu hôm, vào ban ngày, vị ấy nỗ lực diệt trừ các cái ô nhiễm của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Vào đầu hôm, vị ấy nỗ lực diệt trừ các ô nhiễm của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Vào giữa đêm, vị ấy nỗ lực diệt trừ các ô nhiễm của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Vào canh cuối, vị ấy nỗ lực diệt trừ các ô nhiễm của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền, thì đó là sự tỉnh giác, là sampajanya đó. Và ở một đoạn khác nữa, tỉnh giác có nghĩa là cái trạng thái tỉnh thức với cái sự phòng hộ, với sự đề phòng, như là một người lính ở cổng thành đề phòng đối với những kẻ bất thiện. Đó là sự tỉnh giác. Còn cái niệm như sư nói hồi nãy ha, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Hoặc là sư đưa ra một cái hình ảnh khác, chú giải ở trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Hình ảnh của niệm á, được ví như là một người lính có cái trách nhiệm đứng gác cổng thành, và cái sự tỉnh giác nó có cái được ví như cái sự tỉnh táo của người lính, cái sự đề phòng cao độ của người lính để không cho những kẻ bất thiện đi vào. Còn cái anh mà đóng vai trò mà phát hiện ra đây là cái người thiện và đây là người ác, đây là người có thể cho vào, đây là người không thể cho vào, đó là trách nhiệm của anh Trí. Anh Trí ảnh có trách nhiệm, anh phân biệt. Đấy, cho nên là quý vị biết là mỗi một cái đó, nó có cái trách nhiệm khác nhau, nó có cái vai trò khác nhau ha.